xưa trong cha nay con mong được tươi mới. Trong thanh giấc ngủ nơi tôn vinh danh thánh ngài, gặp ngài từ nay trọn cuộc đời này được mãi đổi thay. Có thần linh Chúa quang lâm ban nữa thiêng yêu đón ta hồn linh con, nguyện ngài phụng hướng ban sự sống mãi. Nhưng mà chúng ta đã tổ chức lễ Chúa Giêsu phục sinh, tức là để Chúa sống lại và Chúa Vịnh tuần tới. Sau đó chúng ta có dùng bữa ăn chung với nhau, quý vị có thể mang thức ăn trong cái điều kiện quý vị có thể làm được đến đây để chung vui với nhau. Đó là cái điều này. Cảm ơn Chúa. Sinh hoạt bình thường thôi, và trưởng thành thì để hàng
Kinh Thánh cầu nguyện xin hòa các ban ngành truyền dẫn tin lành dâng lo con vị chúa. Con vừa gắn kết với trách nhiệm, ý thức trách nhiệm và đồng thời chiều sâu thuộc linh của Hội Thánh Chúa. Và theo cái chủ đề này, nó là dấu hiệu hay là học biết về cơ đốc nhân trưởng thành. Câu Kinh Thánh mà tôi xin nhắc lại đây, đó là bền đổ tỉnh thức trong sự cầu nguyện là cái dấu hiệu của cơ đốc nhân trưởng thành. Đó là điểm căn bản của chúng ta. Ba là đối với Chúa, chúng ta giữ mối thông công với Chúa. Phải nói cái từ rất quen thuộc, đó là chúng ta cầu nguyện với Chúa. Tùy theo cái sinh hoạt của quý vị trong gia đình, có khi cá nhân cầu nguyện riêng, hoặc là vợ chồng con cái cầu nguyện chung gia đình lễ bái, hoặc là có những gì đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho nhau trong mối thông công với anh em mình. Đó là chúng ta cầu nguyện với Chúa. Chúng ta nhìn công việc Chúa trong Hội Thánh, ông mục sư này ông làm gì này, chúng ta phải cầu nguyện đặc biệt cho ông này. Nó không phải là như về tổ chức đâu, mà nó phải có thần của Chúa trong ông để dẫn đi lại. Quý vị phải cầu nguyện đặc biệt cho một sư tốn như vậy. Quý vị phải cầu nguyện cho ban chấp hành hay được bầu cử ra để làm gì. Nó không phải chỉ ngồi chơi xin nước, mà là phải có trách nhiệm với Hội Thánh. Và tất cả những điều đó nó phải nói lên cái mối thông công với Chúa. Chúng ta ngồi nó không phải là đi sinh hoạt tôn giáo giống như đi chùa đi chỗ này kia, không phải. Mà đến đây là chúng ta thông công với Đức Chúa Trời. Và thông công với Chúa thì đừng bao giờ quên thông công với đầy thơ của Chúa. Vì ông có trách nhiệm hướng dẫn Hội Thánh trong sự sâu nhiệm trong tình thương của Chúa và đại phạm của Ngài. Và cái điểm mà nhấn mạnh đây rất là chúng ta càng yêu nhau thì càng thích gần nhau. Tôi mến ai, tôi quý ai thì tôi đi mọi cách để gần người đó, tâm sự, bày tỏ nỗi niềm. Thì đó của Chúa và quý vị có nhiều năng đề tự mình không giải quyết được. Chúng ta nhìn thấy Hội Thánh có nhiều gánh nặng mà một sư không làm gì được. Chúng ta thông cầu với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Đó là lý do mà tôi khao khát nhấn mạnh bài học này cho Hội Thánh Chúa tại đây. Chúng ta trưởng thành thì phải giữ mối thông cầu với Chúa. Bây giờ có bốn điều ghi nhớ khi cầu nguyện. Thứ nhất là cầu nguyện trong tinh thần xưng tội. Vì Đức Chúa Trời chẳng nhận lời cầu xin của kẻ có tội, được ghi trong Thi Thiên 51 câu 16 câu 17 như thế này: vì Chúa không ưa thích của lễ đẹp làm Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không chịu khinh dễ đâu. Đến với Chúa thì chúng ta luôn nhớ một điều: Chúa là đấng thánh khiết, đấng công bình và đáng yêu thương. Do vậy thì Ngài rất ghét tội ác. Chúng ta không thể hai lần nói với Chúa một điều nhưng mà nói với người khác một điều không được. Khi chúng ta đến với Chúa thì Ngài dạy chúng ta bài xương tội: vì Đức Chúa Trời không ưa thích của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời hay là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không chịu khinh dễ đâu. Tinh thần ăn năn cầu, tinh thần cầu nguyện xin Chúa cắt đi những cái bệnh tật phục linh ở trong đời sống của chúng ta, từ kiêu ngạo, sắc sược, dối trá, tham lam, độc ác, ghét người khác một cách vô cớ. Những điều đó là thuộc về thế giới của ma quỷ của thế gian. Chúng ta là con cái của Chúa, sống trong ánh sáng của Ngài, sống trong sự sống của Ngài thì luôn luôn có một cuộc sống bình an, thánh khiết, vui thỏa. Trước khi cầu nguyện thì xin Chúa tha tội cho con, cho tôi, để chúng ta được tự do, chúng ta được nhẹ nhàng, chúng ta vui vẻ đến với Chúa cầu thay cho công việc chung. Thứ hai đó là trong cộng đồng của chúng ta thì cầu nguyện trong tinh thần cầu xin. Vì chúng ta luôn có nhu cầu, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 nói rằng hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cửa. Rất là rõ ràng những cái động từ: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cửa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 56 câu 39 nói rằng Chúa Giê-su cầu nguyện: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con.
trong cái tinh thần cầu nguyện thì chúng ta để ý, nhất là khi tôi ở Hội Thánh Đà Nẵng tôi dạy cho các em thiếu nhi, sau đó thiếu niên, thì mời một em nào cầu nguyện thì chúng ta để ý các em xin nhiều lắm, thiếu nhi các em bé thì xin nhiều lắm. Chúng ta lớn thì ngượng, không lẽ mình xin hoài. Nhưng mà ở đây thì Chúa dạy chúng ta, bởi vì quý vị có nhu cầu và cũng có năng đề nữa, thành ra những vấn đề mà chúng ta không tự giải quyết được, chúng ta xin Chúa thương xót. Ví dụ có những gia đình sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, thì quý vị cứ xin Chúa đi, xin Chúa thương xót, tiếp trợ, xin Chúa mở đường cho chồng con, cho chính con có công việc làm ăn ổn định, để chúng con sống điều hòa bình thường và cũng có cơ hội dự phần hầu việc Đức Chúa Trời trong Hội Thánh. Những điều đó đem làm Chúa thì Ngài sẽ chúc phước cho quý vị không sao. Chúng ta cầu xin có nghĩa là gì? Biết cái nhu cầu chính xác rõ ràng của Hội Thánh, của gia đình, của tập thể, và chúng ta cứ dạo dị đến với Chúa. Đều gì đem ý Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho quý vị. Quý vị không có ngại gì mà cầu xin với Chúa cả. Kinh Thánh đã nói rõ, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cho, đúng như vậy. Và phần kế tiếp trong sự cầu nguyện, trong tinh thần cầu thai, tôi cũng căn cứ vào Kinh Thánh đây, tôi cùng Hội Thánh Philip đoạn 1, câu 3, câu 1. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, vì mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hơn thở. Đây là một tinh thần hết sức là tích cực nóng cháy của một cơ đốc nhân trưởng thành. Tôi nhớ đến anh em. Ông Phô Lô dùng một từ rất đặc biệt, đó là thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Và mỗi khi cầu nguyện thì tôi hằng cầu cho hết thảy anh em một cách hơn thở. Quý vị để ý những cái từ đồng hồ nội dung quá đặc biệt. Cảm tạ và cầu nguyện trong tinh thần vui thỏa hơn. Tôi nhớ đến ông bà Quân, một mình tôi với Chúa thật, ông bà có cái bệnh gì tôi biết, tôi thương với Chúa xin Ngài thương xót. Amen. Không cần phải có mặt ông bà Quân đâu, nhưng mà với một tinh thần hớn hở cảm tạ Chúa vì con đã cầu nguyện, Chúa nhận lời. Và bây giờ con gặp ông bà Quân khác hầu xuân. Amen. Tinh thần nám cháy, xót sáng, khao khát gần Chúa, gần anh em, gần Hội Thánh. Tôi khích lệ quý vị tinh thần. Bởi vì chúng ta sống trong một gia đình, một đại gia đình mà thiếu đi tinh thần này thì chúng ta chưa trưởng thành gì. Một cơ đốc nhân trưởng thành thì nhớ là cầu thai cho anh em mình, nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời. Cái chữ mà Phaolô có ẩn ý đây là gì? Trước đây anh em không phải vậy, nhưng mà qua một thời gian con chiến đấu cầu nguyện, con tha thiết cầu nguyện cho họ, cho anh em, thì con cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã thay đổi họ một cách vi diệu. Chính họ trước đây không biết cầu nguyện, nhưng bây giờ họ cầu nguyện mà làm con tan vỡ, nước mắt con đổ ra vì con sung sướng ngay nên con cầu thai cho họ. Và Hội Thánh của Chúa qua họ được lớn lên, gia đình của họ được phước, con cái của họ được khôn lớn ở trong tình thương. Cái điều mà Phaolô nhấn mạnh đó là tôi cầu thai cho hết thảy anh em cách hớn hở. Và cái điểm thứ tư, cầu nguyện trong tinh thần cảm tạ. Và từ nơi trái tim này, quý vị thốt lên hai chữ con cảm tạ Chúa. Thứ nhất là Ngài thương con không xứng đáng gì hết. Con kêu ngào, con dối trá gì, khi con độc ác nữa, muốn hại người khác. Nhưng mà Chúa cứu con, Chúa đổi mới cuộc sống con, để con biết yêu thương tha nhân, yêu mến Hội Thánh, và thích khao khát nói những lành cho người khác, để họ cũng được trở về trong nguồn yêu thương của Chúa như chính con. Chứ cảm tạ đây rất là rộng lắm quý vị ạ. Mỗi ngày chúng ta nhận được nơi Chúa điều gì, quý vị không thể thiếu sự cảm tạ. Một sư đây trách nhiệm lớn lắm vì ông phải quản lý một Hội Thánh. Ông phải có nhiều điều để cảm tạ Chúa. Nhiều đời sống được đổi mới, ông cảm tạ Chúa. Trong gia đình của chúng ta cũng vậy, có những điều như ban phước
mà người khác không biết, chính quý vị là chồng, là vợ, là cha, là mẹ biết, nhưng mà cùng với con cái cùng nhau cảm tạ Chúa. Nếu có gia đình lễ bái mỗi đêm hoặc là mỗi sáng, mỗi cá nhân cầu nguyện trong tinh thần cảm tạ Chúa. Những cái từ này nó không có mới gì, nhưng mà đôi khi chúng ta là quên, thiếu sót hoặc là không có làm. Colossae đoạn 4 câu 2 nói rằng phải bền độ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn. Rằng chúng ta thấy là chúng ta yếu, chúng ta mất mát, chúng ta quên, nhưng mà Phaolô nhấn mạnh bền độ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Quý vị cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào quý vị chúng ta. Bởi vì sao? Nhìn lại quá khứ và hiện tại, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã làm cho quý vị biết bao nhiêu điều. Lẽ nào chúng ta không tạ ơn Chúa sao? Rồi trong Philip đoạn 1 câu 3 thì ông Phaolô nhấn mạnh điểm này rất hay, và tôi cũng thích này. Nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời. Ngắn gọn gì hiểu không? Quý vị nhớ tôi không? Quý vị thương tôi không? Tôi mong quý vị cảm tạ Đức Chúa Trời. Và tôi cũng khao khát điều đó đến từ quý vị. Đối với tôi và tôi đối với quý vị, Phaolô dùng lời chú thích của chúng ta. Nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tạ ơn Chúa của Cơ Đốc nhân trưởng thành còn có một đặc điểm, đó là giàu trong nghịch cảnh họ vẫn tạ ơn Chúa. Tôi làm chứng một cái câu chuyện thật mà không thể không nói được, rằng đó là về nhà tôi là lập. Một ngày kia đi khám bác sĩ thì nhà tôi được bác sĩ cho biết là có u não. Lúc đầu nhà tôi đến bệnh viện Đà Nẵng thì họ nghĩ rằng bà phải đi bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, vì ở đó nó có phương tiện tối tân hơn để cưa hộp sọ và mổ khối u. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi đến bệnh viện Đà Nẵng thì người ta cho biết là sẽ có bác sĩ Chợ Rẫy ra đây, họ sẽ mổ cho cái bà mẹ các bệnh buổi sáng và buổi chiều, chúng tôi sẽ giúp cho bà. Đó là điều cảm ơn Chúa ngày nhiều mình. Thay vì đi Sài Gòn tốn hàng trăm triệu lúc bây giờ, nhưng cảm ơn Chúa bởi sự cầu nguyện của Hồng Thánh, của anh em, của một sư đức, nhà tôi mổ xong mắt không mù, không bị liệt, không nằm một chỗ, và trí nhớ còn tốt hơn tôi bây giờ nữa, không lú lẫn. Đặc biệt là tôi nói vui đó là không bỏ tôi ở lại một mình. Amen. Có mấy điểm tôi xin nêu lên đây để chấm dứt cái phần này quý vị cầu nguyện. Bà mẹ của mục sư tiến sĩ Billy Graham, bà có một người bạn, bà này là một người đàn bà quá ở trong Hội Thánh Texas. Hai bà thường gặp nhau mỗi ngày, họ tha thiết cầu nguyện ròng rã 13 năm, mong ước Chúa dấy lên một thanh niên trong Hội Thánh Texas. Và quả thật Chúa đã dùng ông mục sư tiến sĩ Billy Graham, là một thanh niên trong Hội Thánh Texas. Ông trở nên một nhà truyền giảng nổi tiếng của thế giới và cả nước Mỹ. Những chiến dịch vĩ đại của ông được giảng khắp mọi nơi và đã đưa hàng triệu người trở lại với Chúa. Người ta rút lại đó là bởi mẹ của ông và một người bạn của bà mẹ ông ròng rã 13 năm khẩn thiết cầu nguyện để Chúa dấy lên một thanh niên ưu tú trong sự truyền giảng của bạn, đem nhiều tội nhân đến với Ma-thơ đoạn 14 câu 22 đến câu 23, gương của Chúa Giê-xu, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng đến chiều tối, Ngài ở đó một mình để chiêm đạo. Tất cả các công trình của Đức Chúa Trời đều được thực hiện bằng sự cầu nguyện đầy đức tin. Đó là những con người đã khích lệ chúng ta về sự cầu nguyện, tương giao với Chúa, giữ mối thông công với Chúa, cảm tạ Chúa về những phước cảnh ngày ban cho, và cũng đem đến những kết quả là được. Ở trong Gia Cơ đoạn 5, Kinh Thánh chép rằng sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy, nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được. Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau,
hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy làm sốt sáng cầu nguyện, thật có linh nghiệm diệu. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi, tức là 42 tháng đó. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bằng mưa và đất xanh sẵn hoa tạnh. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giải nào. Đó là những ý mà tôi xin gọi giữa hội thánh để chúng ta giữ cái mối thông công, cầu nguyện cảm tạ, nhớ đến anh em mình cầu thai, và đặc biệt công việc Chúa đây, chúng ta nhớ đến đại thơ Chúa Hồng Thánh trong chính thần truyền giảng phúc âm để đưa nhiều tội nhân đến với Chúa. Amen. Người cao cũng chung kẻ người ba ngôi, Chúa Cha cùng con Thánh Linh. Dần thấm trong đời sống theo đức tin kính của mọi người chúng con, để chúng con giữ luôn cái mối thông công với Chúa mỗi ngày. Hầu chúng con có thể thấy được Chúa muốn chúng con ý thức trách nhiệm của một người cơ đốc nhân trưởng thành, không phải là con trẻ mãi mãi, mà là trưởng thành. Hầu có thể giúp ích cho đời sống chính mình chúng con theo Chúa, và đồng thời cũng giúp cho những người khác theo Chúa với chúng con. Cùng với cha để một hộp sư con nói được cô mãi chưa? Chú sống lại. Bà tay. Ai chị thấy? Cha ơi, trong nơi vinh quang này lòng con đang tìm kiếm ai với cả xa bao nhiêu ô nhớ, còn trở về đây nơi đền thánh ngài. Tình yêu xưa trong cha nay con mong được tươi mới. Lòng thanh dâng lên, lời tôn vinh danh thánh ngài. Gặp ngài từ nay trong cuộc đời này được mãi đổi thay. Chúa quang lâm ban nữa thiên, thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện ngài phụng hướng ban sự sống mãi trong tâm con. Hết cả thân linh này, con dâng lên Chúa. Với cất cao mong chờ, lòng bừng cháy quang lâm ban nữa thiêng, thiêu đốt ta hồn linh con. Nguyện ngài phụng hướng ban sự sống mới trong tâm.